Hello, xin chào anh em nhé. Cái hôm nay á thì cái là cái ngày đầu tuần của cái phiên giao dịch mới đấy. Thì hôm nay là thứ hai ấy. Thì mình cũng chưa có cái video recap cho anh em những cái lệnh ngày hôm nay đâu. Thế thì cái hôm nay ấy, mình sẽ tâm sự với anh em một chút cái vấn đề mà anh em newbie hay gặp, mà mình xin nói là thường gọi là FOMO đấy. FOMO khi mới bước chân vào thị trường, cái vấn đề DCA âm ấy anh em ạ. Cái vấn đề đấy mình thấy nhá, nó gần như là 100 người vào thị trường thì gần như là cả 100% anh em đều sẽ có cái tư duy là DCA âm, không đặt stop loss anh em ạ. Tại sao? Tại vì khi anh em vào thị trường ấy, anh em lúc đó chưa phân tích được cấu trúc thị trường, chưa có một cái phương pháp dắt lưng nào nó ok cả, chưa một hệ thống nào nó đánh có lợi nhuận, thì anh em luôn mang được một cái tâm lý vào thị trường, đó chính là ăn xổi, muốn ăn luôn tiền, muốn vơ hết tiền của thị trường về ngay lập tức. Đó, cái tâm lý đấy là cái tâm lý dẫn đến cho anh em sau này nó liên quan đến khá khá nhiều cái vấn đề anh em sẽ gặp phải sau này. Cái tâm lý gọi là muốn dỡ nhà người khác về làm vệ sinh, nhà vệ sinh cho mình đấy, gọi là ăn xổi. Cái tâm lý đấy là thế nào, là anh em ấy vào thị trường anh em trading theo cái kiểu gọi là anh em có một cái duy nhất một cái tư duy trong đầu là cái lý thuyết cung cầu ấy, tức là giá nó sẽ không giảm một mạch và nó không tăng một mạch. Đó, anh em có cái lý thuyết đấy thì anh em sẽ suy ra cái hệ tư tưởng là à thì giá lên tới đây nó phải giảm về để nó quét hết những cái vùng bên dưới này. Đúng, cái tư duy này đúng, nhưng anh em phải hiểu là anh em đang ở vị thế của khung thời gian như nào và cái mức độ khi nào giá nó sẽ quay về. Anh em hiểu hiểu ý mình nói không? Đấy, giả dụ xu hướng lúc này đang là một xu hướng giảm chẳng hạn. Anh em nhá. Xu hướng giảm. Đây, ví dụ đây đang là một con sóng giảm đây. Thì anh em nghĩ là đến đây liệu giá nó quay về không? Hay nó sẽ sập xuống tiếp dưới vùng bên này. Đó anh em ạ. Đấy, thì cho nên là nhiều lúc anh em sẽ mang cái tâm lý là kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ phải hồi về. Chính vì thế anh em sinh ra cái tư tưởng là à, bây giờ tao sẽ ăn chi một lệnh ở đây. Đúng không? Khi mà giá nó sập xuống sâu thế này này. Đấy, anh em sẽ entry một lệnh buy ở đây. SL anh em không đặt nhá. Đó. Đây. Giả dụ anh em entry một lệnh ở đây để anh em gọi là cảm tàu đi. Đúng không? Và sau đó anh em xem giá chạy như nào và cứ khoảng tầm 10 pip chẳng hạn, anh em giải một lệnh thêm một lệnh nữa. Đúng không? Đây, ví dụ 10 pip đến đây, anh em giải thêm một lệnh này nữa. Đó. Tiếp theo, anh em lại. Đó, 10 pip tiếp. Đúng không? Cái này ví dụ 10 pip đây. 10 pip, anh em lại giải thêm một lệnh này nữa. Đây. Đấy, và tiếp theo cứ như thế, lại 10 pip tiếp theo. Anh em lại giải thêm một lệnh nữa, thì đây nó là DCA âm anh em nhá. DCA âm. Tại sao mình nói là DCA âm? Tại vì anh em đặt không đặt stop loss ở bên dưới này và anh em sẽ mang cái tâm lý đó là giá nó giảm sâu như này chắc chắn nó phải có nhịp hồi về, nó điều chỉnh về. Đó, cho nên là anh em nhiều anh em và thậm chí mình thấy nhiều nhóm bây giờ thỉnh thoảng ở trên YouTube nó vẫn clip cái trò là đánh DCA âm này, nó gọi là đánh cờ bạc đấy.
cái trò này, nên mà mình thấy rất là nhiều anh em FOMO theo cái trò này. Nó mang lên cái mang đến cho anh em một cái hệ tư tưởng, đó là nó về đánh về lâu về dài ấy, đánh về lâu về dài ấy, nó không giúp gì anh em trong tiến bộ trong cái việc trading cả, mà nó chỉ mang cái hệ tư tưởng là đỏ đen thôi anh em nhá. Và mình cũng chính là một cái người mà cách đây 5 năm trước, hồi mình bắt đầu vào bước chân vào thị trường ấy, cái năm 2018, cuối 2017 đến 2018 ấy, khi đó nha, mình bước chân vào thị trường, hồi đó mình vẫn nhớ như in là như nào. Khi khi mà thằng bạn mình ấy, nó trả mình hồi đấy là 6 triệu, nó vay mình 6 triệu. Và lúc đó mình có nạp, mình nuôi mình nạp là 300 đô đầu tiên, và mình đánh tài khoản real của sàn Xnet. Đó. Thế thì nó trả mình, nó vay mình 6 triệu, và ngay lúc đó là hồi đấy đô nó khoảng tầm 2 21, 21 rưỡi thì phải. 21 rưỡi thì nó lúc ấy mình bù thêm khoảng 3 triệu. 2 2 2 triệu rưỡi 3 triệu gì đấy, cho tròn khoảng tầm 7 7 triệu rưỡi 8 triệu đấy, để cho vào khoảng 300 300 hơn 300 đô ấy. Thì mình cho vào trong đấy. Và anh em phải hiểu là trước cái lúc mà mình quyết định mình đánh, trước cái lúc mình quyết định ấy, mình đánh tài khoản thật, mình đã 300 đô đấy, mình đã backtest 1 tháng, nguyên 1 tháng trời cái phương pháp DC âm đấy, anh phải hiểu là như thế. Và cái kết quả cho ra ấy, nguyên 1 tháng trời con mình backtest cũng cũng trên cái cặp con EU này này, 1 tháng trời con EU, cái chạc M15 này nó đi sideways kiểu này này anh em này, nó lên sideways này này. Mình anh em phải biết cái kết quả mình nhận được là gì, mình x 11% tài khoản trong 1 tháng. Anh em nghe không lầm đâu, 11%, à 11 lần đấy, x 11 lần tức là 1.100% đấy anh em nhá. Trong vòng 1 tháng bằng phương pháp DC âm này, mình gặp được một con sóng sideways này anh em nhá. Đấy, của khung M15 mình đánh. Và với phương pháp là cứ giá nó sập 10 pip, mình lại vào một lệnh với khối lượng là 0,05 lót anh em nhá, tài khoản 300 đô. Đó mà mình x được 11 lần tài khoản, tức là 1.100% cho vòng 1 tháng. Cho nên ngay sau đó, đầu tháng, ngày đầu tiên, ngày mùng 1 của cái tháng 12 năm 2017 ấy, đó, mình nhớ y nguyên ngày hôm đấy là mình nạp vào 300 đô, thằng bạn mình hôm đấy, hôm đêm hôm trước nó trả, thì hôm sau mình quyết định là mình đánh đấy. Mình nạp vào, và anh em biết là hiện tượng kết quả giống buổi sáng mình dậy mình nghĩ hai hưởng mình nạp, thì cái sáng hôm đó không hiểu là tại sao cái sáng mùng 1 ý, đầu cái sang tháng 12 hôm đấy là cái banh, các cái banh của phiên Âu à, của cái của hình như hôm đấy là cái nó ghi là cái ngày holiday ý, tức là ngày ngày nghỉ của banh ý, nên là cái thanh khoản nó không có, nên con EU nó chạy diện lờ đà ấy. Xong mà đến cái lúc phiên chiều ấy, anh em phải hiểu là cái lúc mà chiều đến lúc chiều tối bắt đầu vào phiên Mỹ, cái phiên Mỹ thì các cái quỹ lớn, cả ngân hàng Mỹ nó không nghỉ, thì bắt đầu nó có sóng rồi anh em ạ. Đến lúc vào phiên Mỹ, anh em biết thế nào không? Mình trong vòng 30 phút đầu mình đánh được từ 3 từ từ 300 đô, tài khoản 300 đô đúng không? Mình lãi được 50 đô rồi trong 30 phút nhá. Nó giá nó cứ sideways là anh em này. Đấy. Nhưng mà đến anh em biết tiếp theo sau 30 phút đó, tự nhiên sau khi giá nó sideways, mình vẫn nhớ là có một nhịp sóng giảm này này. Có một nhịp cái con sóng nó giảm cũng như kiểu này luôn này, nó đang sideways này, sau đó bắt đầu mình giải lệnh ở đây dần dần mình mua lên đúng không, để lên tới đây, mình lên tới đỉnh này mình chốt này, và sau đó nó sập một phát xuống đây mình lại mua tiếp, sập một phát xuống đây mình lại mua tiếp, sập phát xuống đây lại mua tiếp, sập phát xuống đây lại mua tiếp. Mình nhớ hôm đấy là mình đo từ khóa từ từ đây xuống đây ấy, nó rơi khoảng tầm 120 pip anh em ạ. Nó chập đến nỗi mình, đến lúc mình nhìn cái con tài khoản của mình ấy, lúc nó bắt đầu nó trừ 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 tiền dần, trừ tiền dần, bắt đầu nó báo đỏ lòm, bắt đầu cháy khét lẹt. Anh em phải hiểu cái cảm giác của mình lúc đấy, nó giống kiểu nó khó thở anh em ạ. À, giống kiểu mình, anh em đi cái tàu lượn siêu tốc ấy, cái tàu lượn siêu tốc mà anh em cảm giác cái trò cảm giác mạnh ấy, mà cái lúc mà cái con tàu ấy nó vừa mới lên lên nó lấy đà lên trên dốc này này, sắp bắt đầu lên tới đỉnh này, phát nó trôi một phát xuống, nó xuống này, cái đoạn mà con tàu nó rơi xuống này, cái lúc đấy anh em cảm thấy cái tim của anh em nó bị ép lại, nó có rất là khó thở, thì cái hôm đấy mình y hệt như thế luôn
Đối với cái cảm giác mà lần đầu tiên trong đời mình bị cháy tài khoản đó anh em ạ, chỉ vì bằng bằng cái phương pháp DC âm mà trước đó mình đã tự tin mình backtest nguyên một tháng trời nhá, kết quả ra là x11 lần tài khoản, anh em phải hiểu là thế đó. Cho nên anh em phải hiểu là cái phương pháp DC âm này này nó là chỉ là cái phương pháp cờ bạc thôi anh em ạ, nó mang tính đỏ đen chứ không phải là một cái phương pháp nào nó có thể giúp anh em tiến bộ được hay gì cả anh em ạ nhá. Đó anh em cứ như nhìn như cái con sóng này chẳng hạn, bây giờ giá nó đi nó lại sập tiếp thế này đúng không, nó lại sập xuống lại, thì bây giờ nhá em để ý là nguyên từ đoạn từ đây xuống tới đây nó sập 60 pip 61 pip. Nếu anh em tài khoản không lớn nhá mà anh em đi vót đi vôn ấy, đi volume đi khối lượng to ấy, thì khéo một nhịp sóng này thôi anh em là anh em đã đi rồi, là gọi là ra đảo cháy khét rẹt rồi em, nó đi khoảng 60 pip thôi đó anh em ạ. Cho nên là cái phương pháp này mình khuyên anh em là đừng nên dính vào, tại vì cái này nhìn có vẻ là rất là ngon ăn. Cái tỷ lệ thắng của cái phương pháp này nó lên đến khoảng tầm, mình nói không ngoa ấy, hồi đó gần như là mình thắng 100% luôn, 100% anh em ạ. Đó trong một tháng rồi mình test trên mình có add cái tài khoản mình sang trên cái trang MyEpicBook ấy, anh em biết trang đấy thì anh em có thể vào để đo các chỉ số, và cái tỷ lệ sub ratio ấy nó lúc nào cũng dưới 1 anh em nhá. Cái tỷ lệ RR ấy này, risk and reward này này, nhiều lúc anh em để ý nhá, nhiều lúc anh em cái con tài khoản 300 đô hồi đấy nhá, có những cái lúc mà giá nó biến động chạy nó âm đến khoảng tầm 200 xong đến 250 đô xong đến 270 đô, sau bắt đầu nó mới hồi, có một nhịp nó hồi về anh em ạ, gần như còn 30 đô nữa là nó cháy, bắt đầu cháy khét nẹt rồi đó. Thì sau đó nhá, nó hồi lên một tí thì anh em bắt đầu, giả dụ như con sóng này nó hồi về này, bắt đầu chạy lên tới đây anh em cắt luôn, chạy lên cắt luôn chứ anh em không vào gồng được cái lệnh này lên tới cái đỉnh cũ này đâu anh em ạ. Đó cho nên là nhiều lúc cái tỷ lệ RR này, cái tỷ risk and reward này nó chỉ là 1.025, 1.05, 1.075 thôi anh ạ, không bao giờ được 1.1 anh em ạ. Cái mà cái phương pháp tệ nhất khi anh em trading ý, tỷ lệ 50-50 là anh em đặt tỷ lệ 1-1, mất 1 ăn được 1. Nhưng mà cái phương pháp này ý, cái tỷ lệ win rate cũng phải lên tới 100% luôn, mình nói không điêu. Mình cũng là từng là một cái gọi là nạn nhân đi trong cái phương án này, à phương pháp này này, tỷ lệ có thể win rate lên 100%, nhưng cái tỷ lệ RR ấy nó nào chỉ rơi vào tầm 1-1.25, mất 1 thì được 0.25, mất 1 được 0.5, chứ không bao giờ mình thấy có ông nào có thể lên được 1 hay gì, tại vì nó là cái tâm lý anh em nhá. Nhiều lúc anh em nhìn anh em đánh DCA này này, nó chạy xuống tới đây là anh em nhìn thấy tiền nó nhảy nó âm, anh em tâm lý nó thật thế luôn, tâm lý vãi trưởng luôn, tâm lý. Sau đó khi anh em thấy nó hồi về một nhịp hồi về, anh em cắt vội, cắt liên tục, anh em không gồng được đâu. Nó thật, mình hiểu cái tâm lý của cái người mà người ta DCA rồi. Cái nhất, cái thứ hai nhá, mình thấy ấy, cái tối kỵ là ngồi xem chạc liên tục anh em ạ. Mình thấy mấy chính mình cũng đã từng cái trải nghiệm, mình biết em biết cái ngay cái lúc mà mình bị cháy tài khoản nhá, ngay sau đó mình nạp tiếp 300 đô vào mình gỡ, anh em phải hiểu không? Và ngay sau khi cháy 300 đô rồi mà mình nạp tiếp 300 đô tiếp vào anh em ạ, và 300 đô này này mình đánh được trong vòng một tuần thì mình gỡ lên được khoảng tầm 150 đô. Và đến ngày thứ 6 ấy, ngày thứ 6 của hôm của đầu tuần, nó có tin non farm của đầu tháng ấy, mình nhớ cái đúng y nguyên ngày hôm đấy luôn, thì cái trước cái đêm hôm thứ 5 ấy, nó mình giải lệnh thế này này, mình giải lệnh này, nhưng mà đáng nghĩa ra là mình cắt được luôn trong ngày thì nó ok đúng không, nhưng mà cái đêm hôm thứ 5 nó đi theo cái kiểu gọi là thế nào, nó cứ đi là mình không cắt được lệnh trong đêm luôn anh em ạ. Bắt buộc mà cái lúc đấy nhá, cái tâm lý của mình ý, là mình không muốn cắt lệnh tại vì nó đang âm mà, cho nên là đêm mình nhớ nguyên một cái đêm hôm đấy, cái đêm hôm thứ 5 sang rạng sáng hôm thứ 6 ấy, ngủ theo kiểu gọi là nó thấp thỏm ấy, cái kiểu gọi là cứ để cho lệnh chạy và không đặt SL, và tài khoản có thể cháy bất cứ lúc nào anh em ạ. Và lúc đó là mình đã bị cái tâm lý mất 300 đô đầu tiên trong cuộc đời rồi, sau đang nạp 300 đô vào này vào gỡ theo tâm lý con bạc đang khát nước này, và giá vẫn đang âm mà không cắt được lệnh trong ngày luôn.
cho nên là đi ngủ theo cái kiểu nó phấp phỏng, nó tập thò, nó lo lắng, nó này nọ. Mình nói thật, cái phương mình đã từng trải nghiệm qua cái tâm lý, cái trạng thái, nên là mình hiểu những cái anh em nào mà đã từng đi CA. Đối với anh em nhá, 300 đô cũng chả là vấn đề gì cả đâu. Nhưng mà cái hồi đó, hồi đó, cái hồi mình lúc đó, ok, nó gọi là 300 đô là cũng gọi là một cái số tiền kha khá đối với mình hồi bắt đầu bước chân vào thị trường đó anh em ạ. Cho nên là cái tâm lý mà nhiều lúc anh em bị lỗ, đang lỗ thua này này, xong một là anh em phải ngồi lì trên trạc, anh em xem, anh em canh lệnh để anh em đóng mở lệnh liên tục. Còn đâu như bây giờ mình chơi hiện tại nhá, mình đặt cảnh báo ở đây, được cảnh báo ở đây, giá nó vòng về đây có cảnh báo đúng không, thì mình vào số đây mình xem có entry không thì mình mua, hoặc giá lên tới đây có cảnh báo mình xem số M1 có setup mình bán. Nó rất là nhàn anh em ạ. Đó là cái tâm lý mà bây giờ mình rất là ít xem chạc, mặc dù mình đánh scalping nhá, mình phân tích M15 entry M1 anh em ạ. Đó, anh em có thể theo dõi cái nhật ký giao dịch của mình nhá. Một ngày có thể cái phiên Âu ấy, mình có thể ngồi khoảng tầm 1 đến 2 tiếng mình xem có lệnh có ấy thì mình vào, không có thì thôi. Mà không phải lúc nào mình nhìn chạc đâu, mình trước mỗi ngày trước khi vào phiên ấy mình sẽ có một cái plan, mình phân tích xu hướng lên tới đâu bán, xuống tới đâu mua. Đó. Cho nên là nó chơi bên nó nhàn, đối với mình bây giờ nó khá là cái việc thoải mái, nó không áp lực như ngày xưa đâu anh em ạ. Ngày xưa cái hồi mới đầu vào nhá, anh em phải hiểu, mình cũng hiểu tâm lý, anh em thua nhiều đêm mất ngủ. Thua không biết tại sao nó bị cay cú thị trường ấy. Nói chung là những cái cảm giác đấy thì ai vào trong, bất kỳ trader nào, anh em newbie nào vào trong thị trường đều phải trải qua cảm giác đấy. Cái cảm giác mà thua không hiểu tại sao mà thua nó cay cú ấy. Thề cái ngày hồi xưa mình mới đầu vào thị trường mình cũng thế thôi. Thua nhiều hôm vắt tay lên chán, vợ bảo đi ngủ tại sao không đi ngủ được, nằm cứ chằn chọc mãi không ngủ nổi anh em ạ. Đó là những cái tâm lý mà bất kỳ anh em nào phải trải qua trong nghề trading này anh em ạ. Thì cái đấy chính là cái điều mà anh em phải tự mình trải qua chứ không ai giúp được mình cả. Mình chỉ ở đây trên kênh này nha, mình chỉ giúp anh em cái phương pháp để anh em có một cái phương pháp anh em chơi làm sao nó ổn định đó. Chứ còn về cái vấn đề tâm lý, cái về tâm lý thì không ai giúp được anh em cả, chỉ có mỗi một mình anh em tự giúp anh em bằng cách là chỉ có một là kỷ luật, hai là kiên nhẫn đấy anh em ạ. Mình lúc nào mình dán cái chữ tôn chỉ của mình ở trên đây là mình không được phá vỡ kỷ luật của mình. Muốn làm trader hay là muốn làm gamble hay là làm con bạc đấy, nó chỉ khác nhau một niệm thôi, một khoảnh khắc thôi, một tích tắc thôi anh em ạ. Đấy, nó nằm ở hai chữ kỷ luật và mình phải kiên nhẫn anh em ạ. Ok, và tối hôm nay mình cũng chỉ có một chút gọi là tâm sự cho anh em hiểu qua của ngày đầu tuần. Thì anh em có thể tối nay nghỉ sớm thì anh em có thể nghe cái tâm sự này của mình. Đây cũng có thể coi là một cái tâm sự hoặc là một cái ví dụ bài học mà ngay chính bản thân thực tiễn của mình đã từng trải qua, từng trải nghiệm, chứ không phải ở đâu mình lấy ở đâu xa đâu anh em ạ. Ngay chính bản thân mình. Và trên cái kênh này của mình ấy, mình mục đích mình tạo cái kênh này ra ấy, không phải là để mình khoe này khoe kia hay là gì đâu, mà mục đích mình thấy anh em nhiều anh em cháy nhiều quá, nên là mình tạo một kênh này ra làm tạo một cái sân môi trường cho anh em vào đây để giao lưu học tập thôi. Tại vì ngày xưa ấy, cái hồi mà mình bắt đầu vào thị trường này, cái hồi đó hồi 2017-2018 hồi đấy cũng gọi là cũng có tài liệu, nhưng mà cái tài liệu nó về bản Việt hóa, Việt sắp nó ít anh em ạ. Đa phần là đều tài liệu nước ngoài, mà anh em phải biết là dân mình thực sự là rất là ngu tiếng Anh anh em ạ. Dịch hay là xem vào tài liệu, xem đi xem lại chắc mất, anh em xem một cái video khoảng tầm 10-15 phút, anh em mất khoảng tầm đấy cũng 10-15 phút. Nhưng mà anh em xem tài liệu nước ngoài ấy, anh em kể từ một cái video 10-15 phút anh em xem phải mất cả tuần. Đấy là mình không nói ngoa đâu anh em ạ. Đấy, cho nên là bây giờ anh em được cái là rất là nhiều kênh nó nói về các phương pháp này phương pháp kia, anh em theo phương pháp nào cũng được. Nhưng mà bây giờ anh em chủ yếu là tập trung vào để chơi một phương pháp thôi, gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu ấy, một nghề còn hơn là 9 nghề đấy anh em ạ. Đấy, cho nên là anh em cứ tập trung vào và có gì trên kênh anh em cùng nhau support giúp đỡ nhau. Anh em không hiểu thì mình có tạo một cái kênh Discord ở trong đấy, một góc học tập đấy, anh em vào join vào trong đấy,
có vấn đề gì thì anh em cùng nhau trao đổi trong đấy, chả vấn đề cả. Mình cũng chả thu phí thu việc gì của anh em cả, anh em join vào đấy anh em cùng nhau thảo luận thôi. Mình hàng ngày mình cũng vẫn lên kế hoạch, lên plan này, anh em nào lên trên lấy cho anh em tham khảo, và anh em nếu mà ưng, nếu mà cảm thấy hợp cái plan, cái mindset của mình thì anh em đánh theo, còn không thì mỗi người một góc nhìn, đúng không anh em? Còn đâu trong cái nhóm Discord hay cái nhóm Tele thì thôi mình không dùng, nhưng mình dùng cái nhóm Discord, tại vì trên đấy nó có cả mấy app tài liệu, up tất tần tật mọi thứ, các cái module mình chia ra rất là nhiều, nó tiện hơn anh em ạ. Cho nên anh em nếu mà anh em nào thích thì anh em cứ join vào, mình để cái link liên kết ở bên dưới phần mô tả, hoặc là ở bên trên cái phần ngay bên dưới tiêu đề của tên kênh ý, anh em nhá. Ok, thì hôm nay tâm sự đến đây cũng là đủ dài rồi. Thì chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Ok anh em nhá, chào anh em.